Chào tất cả các bạn. Chào các bạn đến với kênh Hồ Thảo Vlog của mình ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về ba từ vựng mà chúng ta sẽ thường xuyên gặp trong cuộc sống hàng ngày luôn. Và những cái từ vựng này tuy là nó rất là dễ các bạn, nhưng mà nó cũng khá là dễ sai nha. Đó chính là từ administrator, boss và manager. Đó, ba cái từ này đều là những từ chỉ về những cái con người cấp cao thôi. Nhưng mà trường hợp nào chúng ta sử dụng administrator, khi nào chúng ta sẽ sử dụng boss, hoặc là khi nào chúng ta sẽ sử dụng manager thì đó là câu chuyện khác. Ok, let's go. Rồi, đầu tiên đó là chúng ta sẽ nói về cái từ manager trước các bạn ha. Manager, quản lý, đó là một cái chức vụ, một cái con người mà sẽ quản lý những cái con người khác trong một tổ chức hoặc là trong một công ty nào đó. Mình ví dụ như thế này, mình sẽ có một cái ví dụ trong một cái cửa hàng thời trang đi chẳng hạn, thì những cái bạn mà salesperson là những cái bạn chịu trách nhiệm về cái việc bán hàng, đúng không ạ? Đó, bán hàng hoặc là chịu trách nhiệm về cái việc dịch vụ khách hàng, những cái gì mà liên quan đến khách hàng hoặc là sản phẩm thì sẽ thuộc quyền chịu trách nhiệm của những cái bạn salesperson nha. Còn cái bạn manager trong cửa hàng này là những bạn chịu trách nhiệm cho những bạn salesperson này. Đó là có thể là lên lịch cho những bạn salesperson, hoặc là về tài chính cho của cửa hàng, hoặc là training những cái bạn salesperson mới chẳng hạn nha. Đó là cái quyền hạn, cái trách nhiệm của cái từ manager của mình các bạn nha. Rồi, từ thứ hai, từ boss nha. Từ boss thì như thế nào? Có nghĩa là những ai trong một công ty hoặc là trong một tổ chức mà cao hơn bạn một cấp bậc thì đã được gọi là boss rồi các bạn nha. Mình sẽ có một cái ví dụ cho các bạn dễ hiểu. Ví dụ như trong công ty của mình có những cái chức vụ từ cao xuống thấp như sau. Thứ nhất là president, vice president, director, manager, employees. Rồi từ cao tới thấp là như vậy ha. Như vậy nếu như bạn là employees nha, nếu bạn là nhân viên bình thường rồi thì cái cấp bậc manager chính là boss của bạn nha. Nếu như bạn là manager thì cái cấp bậc cao hơn bạn, cho tôi nói gì vậy trời. Rồi lại nha. Rồi nếu như bạn là employees, là bạn là nhân viên bình thường, thì manager chính là boss của bạn. Nếu như bạn là manager thì director chính là boss của bạn. Nếu như bạn là director thì vice president là boss của bạn. Nếu như bạn là vice president thì president chính là boss của bạn nha. Có nghĩa là cao hơn bạn, miễn cao hơn bạn một bậc thôi là thuộc về boss của bạn rồi, chứ không phải bạn là employee thì chỉ có cái president mới là boss nha. Cao hơn bạn một cấp bậc trong một công ty thì được gọi là boss rồi bạn nha. Rồi, ok, bây giờ qua cái từ tiếp theo, đó là cái từ administrator. Administrator có nghĩa là quản trị viên nha, là những cái người thực hiện về những công việc quản trị. Mình ví dụ như là quản trị về dự án, quản trị về hệ thống system administrator chẳng hạn. Rồi nói chung là làm những cái công việc về quản trị thôi thì đã được gọi là administrator, quản lý, quản trị. Thậm chí là quản trị giấy tờ, quản lý giấy tờ thì cũng được gọi là quản trị viên rồi các bạn nha. Right, ok, hy vọng là sau clip này các bạn sẽ phân biệt được rõ ràng ba từ administrator, manager với lại boss. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Trời, bữa nay tôi bị gì vậy trời. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Nhớ cho mình một like và subscribe nha. Bye.